Lụa đẹp vì người là có thật. Cô gái diện chiếc váy lấy ý tưởng thiết kế từ hoa sen khiến cộng đồng mạng phát sốt. Không thể phủ nhận được sức sáng tạo của con người là vô hạn. Chỉ cần thoáng qua trong đầu ý tưởng hoa sen, ngay lập tức cho ra luôn thành phẩm là một bộ váy dạ hội cực chiến. Nhưng thứ khiến cộng đồng mạng quan tâm bên cạnh sự sáng tạo đỉnh cao đó là nhan sắc cực phẩm của cô gái này. Chiếc váy được cô gái diện đã minh chứng cực kỳ rõ cho câu nói lụa đẹp vì người. Tuy chỉ là đồ handmade được thiết kế bằng bao bì với thông điệp bảo vệ môi trường, nhưng được lấy ý tưởng từ hoa sen, loài hoa thuần khiết, thêm vào đó là thần thái đúng chuẩn hoa hậu, cô gái đã khiến cho bộ trang phục thực sự tỏa sáng. Cộng đồng mạng xem xong đều phải công nhận rằng, thiết kế này xinh thật, chị đây mới là bông sen. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp á. Đúng này. Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận ủng hộ cô tham gia vào những cuộc thi hoa hậu trong tương lai. Các anh trai đã u mê với chiếc nhan sắc này rồi đúng không? Còn bạn, bạn nghĩ sao về chiếc váy với ý tưởng thiết kế từ hoa sen được cô gái này diện? Comment ngay cho TV Trends biết với nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.